Này chỗ ông mới đây nó còn xịn mà. Mày mua cây con gì chơi đi, chứ cây này sang năm bắt ghế rồi. Này cũng tầm là hai trăm mấy ba chục triệu hả? Cái này cao. Như cộng này sẽ cộng chị nó đâu có bằng người dàn đỏ đâu chị, người cái vỏ tướng ấy nữa là có tương đương với hồng sắc pháo thôi. Thằng này cao hơn mẹ nhiêu đây, thằng này nó cao hơn mẹ, mất ghế rồi. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại công viên truyền hình của thành phố Vĩnh Long trong một thi hoa hồng lan toàn quốc năm 2020 với chủ đề kết nối niềm đam mê. Và có thể nói hôm nay là một ngày thật sự vui mừng, một dấu ấn chuyện này đáng nhớ đối với tất cả chúng ta. Những hoạt động này rất thiết thực và ý nghĩa, và du khách đã đến với công viên truyền hình ngày một đông hơn để cùng tham dự giao lưu cùng với chúng ta trong khuôn khổ của hội thi. Anh đang chỗ trưng bày trên cô nè. Xin được thông báo một lần nữa là mong quý vị sẽ không chạm vào các tác phẩm dự thi, bởi vì chúng ta sẽ bảo đảm an toàn cho các tác phẩm dự thi của chúng ta. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần giao lưu một tác phẩm nữa đã cùng tham gia hội thi, thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng đến với những tác phẩm dòng lan quý hiếm tham gia hội thi của chúng ta năm nay. Chúng tôi được biết là ban giám khảo đang rất là làm việc cực lực để đưa ra những kết quả chính xác nhất của hội thi. Thưa quý vị, theo nhiều nghệ nhân chia sẻ là hội thi năm nay của Vĩnh Long là một trong những điều kiện và có thể là thử thách rất lớn đối với các nghệ nhân và thử thách rất lớn đối với Hoa Lan, bởi vì đây là mùa mưa bão. Với một số vùng đất điều kiện khí hậu không ủng hộ mà các nghệ nhân vẫn có thể nâng niu và chăm sóc để có được những tác phẩm hoa lan đẹp nhất tham dự hội thi hôm nay là cả một kỳ công. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với một nghệ nhân đến từ thủ đô Hà Nội. Trong chương trình thì Hồng Thanh Như Tân sẽ cùng xen kẽ phần chia sẻ cảm xúc của các nghệ nhân, phần chia sẻ về những tác phẩm hoa hồng lan để chúng ta có dịp tìm hiểu và trân quý hơn về giá trị nghệ thuật cũng như những tác phẩm hoa hồng lan. Và chúng ta cũng được gặp gỡ với giao lưu cả nước, giao lưu với các nghệ nhân trên về Vĩnh Long. Xin được chào chú có thể tự giới thiệu về cá nhân mình cũng như là đơn vị mà chúng ta tham gia hội thi lần này được không ạ? Xin chào tất cả mọi người đã đến tham gia hội thi.
thì Hà Lan ở tỉnh Bạc Quốc, tỉnh Vĩnh Long. Mình xin được giới thiệu là mình là chế chính ở câu lạc bộ Hoa Lan ở Vĩnh Thủ Đô, cũng cùng với cả một các anh em ở trong câu lạc bộ cũng như các nhà vườn ở Hà Nội, thủ đô Hà Nội đến tham gia cái cuộc thi dự thi Hoa Lan ở đây. Mình thì hôm nay cũng là lần đầu tiên đến tham dự cái cuộc tham dự cuộc thi ở đây ở Vĩnh Long, thì thấy là cuộc thi cũng rất là hoành tráng, cũng tổ chức rất là đông đủ các người cũng như các câu lạc bộ Hoa Lan ở trên toàn quốc. Mình cảm nhận là đây là một cuộc thi vùng đất có khí hậu cũng như thiên nhiên rất là ưu đãi để dành cho những các cây hoa lan, như là các cây hoa lan đã được nở hoa rất là đẹp. Kinh anh giờ nào kinh cái giờ cái giờ giá hạn hả? Cũng như rất là nhiều hoa được như là các hoa mà đã được tham dự cuộc thi ở đây. Anh có thể cho biết là đến với cuộc thi năm nay tại tỉnh Vĩnh Long năm 2020 thì từ Vĩnh Đô mình mang vào dự thi bao nhiêu tác phẩm và đặc trưng là những loài nào ạ? Ở thủ đô Hà Nội thì cũng một số thủ đô tham gia thì cũng chỉ có những dự thi mà chúng ta đang xem là phía mình nhất ở Hà Nội thì phía họ cũng không được cầu ấm mãi cho nên thì cũng không là được đỏ như là trong cái này không có tham gia một tác phẩm nào trong ở đây. Vâng, xin được chia sẻ thêm một số thông tin nữa, đó là chúng ta đến từ câu lạc bộ Hoa Lan độc biến thủ đô. Với những người không